Đây là bến thuyền du lịch Tòa Khâm. À, có một chị đang dẫn đi mua vé. Buồn gì chứ em cũng đại luôn chung khỏe chứ. À vậy hả? Cái phố đó. Bên xuống quái thuyền này là cuộc đại phải không là bên mua vé luôn nè. À. Nghe cá Huế đang sống mưa hàng thả đó họ đang nhìn xí. À. Bên 50 phút. Dạ. Rồi, ok chị. À, lưỡi vô đây hơi tối cả nhà. Đây là con thuyền mà tí nó vẫn sẽ lên. Bên kia cũng có một con thuyền khá là đẹp. Nghệ sĩ ở đây sẽ biểu diễn nghe ca Huế. Cái thuyền Mỹ Vương bên Tòa Khâm. Xíu nữa cỡ đúng 8 giờ thì thuyền sẽ chạy. Vĩnh ra trước 20 phút vừa mua vé xong. Thằng thuyền xuống đó là tỉnh nó lên. Cũng có rất là nhiều du khách ở trên thuyền rồi. Nhưng mà chưa tới giờ thuyền chạy thì coi như là trên này vẫn thông thả quay quang cảnh cả nhà xem. Người dân dạo phố thấy thông dong. Phía xa xa là cầu Trường Tiên đó cả nhà. Tàn tàn đi xuống thuyền thôi, sắp tới giờ rồi. Thuyền cập bến. Thời gian đi thì từ 50 phút tới 1 tiếng đồng hồ là hết một tour. Thấy bắt đầu lại có một tốp khách mới bắt đầu đang chờ để mình được xuống thuyền. Bên này cũng có một thuyền vừa mới cập bến xong. Cả nhà những ai ra Huế để du lịch tham quan thì đừng bỏ lỡ trải nghiệm thuyền rồng về đêm trên sông Hương nha. Thật sự giá vé cũng rất là bình dân thôi. Như Vĩnh đi thì giá vé một người có 90.000 và đi ghép với rất nhiều du khách trên thuyền. Đúng là với một câu nói truyền miệng xưa nay, Huế mộng Huế mơ. Cả nhà thấy cảnh về đêm của Huế thật là thơ mộng ha. Cái bên bến thuyền Tòa Khâm là khách sạn Mường Thanh Huế đó cả nhà. Cái tòa cao xa xa đó. Như cả nhà đang thấy thì Vĩnh cũng như rất đông du khách đã có mặt trên thuyền và cũng đã ổn định chỗ ngồi rồi. Còn ít phút nữa thôi, đúng 8 giờ, thuyền sẽ rời bến. Trước khi rời bến, ngay bây giờ đang chờ các ca sĩ lên thuyền. Và đúng 8 giờ, thuyền chính thức rời bến. Chúng ta sẽ thưởng thức những tiết mục như là ca Huế, rồi ra giữa dòng sông Hương, thả đèn hoa đăng. Rồi khi mà thuyền quay trở lại, vẫn tiếp tục ca Huế cho đến khi kết thúc tour. Xin mời cả nhà cùng đón xem hành trình trải nghiệm thuyền rồng về đêm trên sông Hương nha. Vĩnh đã thấy một chị phục vụ trên thuyền đem hoa ra. Hoa này thì để dành cho các du khách như các khán giả trên thuyền sẽ tặng các ca sĩ khi mà thể hiện những tiết mục ca Huế của mình. Vĩnh đã thấy một anh nhạc công lên thuyền rồi. Rồi anh thứ hai. Đã thấy một nữ ca sĩ hát đàn lên. Vĩnh nghĩ một đoàn như này thì cũng 7-8 người. Các nữ ca sĩ đang tiến lên thuyền trong bộ áo dài nhẹ nhàng thướt tha, đậm chất cô gái Huế ha. Vĩnh xin phép tí nữa sẽ tháo mic ra, chứ không thôi cả nhà sẽ nghe được tiếng của Vĩnh thôi mà không nghe được tiếng đàn hát của các ca sĩ trên thuyền.
Mặc dù thì sẽ tập âm máy nổ, cả nhà cùng chịu khó lắng nghe nha. Bây giờ chính thức là tàu rời bến. Trên thuyền là trang bị rất là nhiều áo phao để du khách. Thank you.
Chuẩn bị tiết mục thả đèn hoa đăng cả nhà. Mùa này nắng nóng. Quay cả nhà xem khoảnh khắc cầu Trần Tiền. Mới xem tiết mục ca Huế xong thì bây giờ các ca sĩ nghỉ lao, du khách cũng nghỉ lao thì chuyển sang tiết mục thả đèn hoa đăng đấy, đúng không? Thả đèn hoa đăng. Nãy giờ vẫn tháo mic ra để mà cho cả nhà nghe, chứ gắn mic thì sẽ không nghe được giọng ca của các ca sĩ ở đây. Chú nói từ đâu? Tôi đến từ Hà Nội. Chú du khách đến từ Hà Nội. Con từ Sài Gòn ra. Tôi là đưa bà xã đi xuyên Việt đến cuối tháng rồi. Vậy hả? Mới xong rồi giờ dần chân ở Huế. Ngày mai không đi đổi đi cùng đêm tại Huế, ngoài kia Đà Nẵng. Đà Nẵng thăng lên Con Tum. Chú tên là gì ạ? Chú tên gì? Chú Trường. Và giờ là chú đang 5 năm tuổi đây. Và chú Trường đang thực hiện là hai vợ chồng xuyên Việt hả? Hai vợ chồng xuyên Việt. Ồ, quá tuyệt vời luôn. Dạ. Chúc chú xin nhiều sức khỏe nha. Xin cảm ơn. Đã lên thẳng ngoài này luôn á. Con này, con có cho con nước. Đi con đi về đi. Đây, đèn hoa đang ngay cả nhà. Cô gái Huế dễ thương. Một buổi trải nghiệm thật là thú vị trên thuyền rồng. Đi rất là đúng rồi. Đi đúng mặt đâu, đúng mặt.
trời đẹp. Bây giờ là bắt đầu cập bến. Mình cũng xin khép lại video mình tại đây thôi. Chúc cả nhà thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, và hãy nhớ like, subscribe để ủng hộ kênh cho Bán Quốc Vĩnh nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Chú Trường chào xíu, chú Trường cái nãy nó xuất hiện đó, cả nhà. Rồi, okay. Vậy là gần 1 tiếng đồng hồ, chính xác là 45 phút, Vĩnh được trải nghiệm thuyền rồng về đêm trên sông Hương, được thưởng thức ca Huế và thả đèn hoa đăng, khá là thú vị. Vĩnh xin chúc cả nhà thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Mong cả nhà hãy đồng hành cùng với những hành trình của Vĩnh trong những clip tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
thuyền trưởng này,